chào 15 anh em nha. Hôm nay anh em chắc đi chơi lễ hết rồi đúng không? Chim bụi năm tháng lòng đi cà phê được 30 phút có nên cho nó vượt thường xuyên không anh? À, cái vấn đề này có rất nhiều anh em quan tâm về cái vấn đề mà dệt bụi. Thì thực sự là mình cũng chia sẻ rất là nhiều đối với cái vấn đề mà đây anh em này. Cái vấn đề mà anh em hay quan tâm về cái dệt mũi á, thì anh em nuôi anh em nên linh động một chút xíu. Nhưng mà với cá nhân mình thì thứ nhất là cũng tùy cơ địa mỗi con và cũng tùy bản nết mỗi con. Thì với cá nhân mình thì những con chim mà bởi vì bản chất của chồng mào á là một cái dòng chim đấu, đó là bản chất của con chim chồng mào. Đặc biệt là khi con chim nó có lửa hung dữ thì con chim nó sẽ tự động sẽ đấu ấy. Nhưng mà với những con chim bổi thì anh em phải linh động và cũng không nên dợt dãi nó nhiều. Đây là cá nhân mình, còn mỗi anh em thì con ơi, mỗi anh em có một cái cách chăm và mỗi anh em có một cái suy luận, đặc biệt là mỗi anh em có một cái nhìn nhận về một con chim nó khác nhau, không ai giống ai cả. Nhưng mà với cá nhân mình thì những con chim bổi thì cũng không nên dợt dãi nó nhiều. À, khi mà nó chưa cứng cáp dàn, đặc biệt là những con chim nó quá nhát. À, có rất nhiều anh em suy nghĩ là đưa chim ra bổi ra dàn chơi cho nó thuần chim, cho nó nhanh thuần chim cho nhanh dàn. Đồng ý, đó cũng là một cái vấn đề nó cũng đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà cái vấn đề mà nó cái lợi nó không bằng, nó không được nhiều bằng như cái hại. Đấy, cái bổi mà bạn đem ra dàn nhiều quá thì nó cái hại nó sẽ nhiều hơn cái lợi. Thứ nhất là bởi vì con chim nó nhát quá nó tung. Thì thứ hai đó là nó có thể đứt lông rồi thế này thế kia, nó rất là đủ thứ. Và cái cuối cùng đó là con chim nó tụt lửa rất nhanh, đặc biệt là nó gặp những con chim mà nó cứng cáp. Đấy, nó như vậy. Bạn về giáo thi nhá, cho nên bạn phải linh động. Và những con chim mà nó đã hung dữ, nó có tố chất thì không cần dợt dãi nhiều. À, chỉ cần mình nuôi ở nhà mà mình cảm thấy nó cứng cáp, mà nó giản dị thêm một chút xíu nữa. Thì thường nếu có những con chim bổi thì nó chỉ cần nó có lửa nó sẽ đứng lại. Nguyên tắc nó thế, những con chim bổ mà nó chỉ cần có lửa là nó sẽ dạng tự dạng con chim, nó sẽ không nhát bằng những con chim mà tụt lửa được bạn nhá. Lễ có gì vui không anh? Cũng không có gì vui nhiều em ơi, cũng đi loanh quanh ở nhà chơi thôi Bình ơi. Nhà nuôi tầm 4 con, có đẻ nhà không anh? À, cái vấn đề mà chim đẻ thế này nó cũng hên xui lắm bạn Khoa Võ ơi nhá, nó hên xui lắm. Nếu mà những con chim mà nó có cái nết chơi không chơi ở nhà thì nó không đẻ. Và có những con chim mà nó có nết chơi mà nó quậy phá ở nhà thì nó đẻ, đó là bình thường. Cho nên là anh em tuyển chim đi đấu dàn thì hạn chế mua những con chim mà có nết chơi mà nó chơi ở nhà, hạn chế mua những con chim đó. Đó, thì với cá nhân mình, như nhà mình nuôi cả 14 con mình thì bình thường mà, nó đâu có quan trọng đâu. Nhà mình nuôi cả 14 con. Chim thuần có, bổi có nhưng nó đâu có đẻ. Nghe nói nhiều không biết nước tắm đó có ok không anh? Không quảng cáo. Ok bạn, cái nước tắm này á thì cái vấn đề mà anh em đừng có nghĩ là nó hết được cái vấn đề mà cái tật lỗ xỉa lông. Những con cái nước tắm nó chỉ hỗ trợ khi nào? Khi con chim mình nó còn lực còn lửa nhưng mà bộ lông nó có vấn đề. Ví dụ như là rận mạc hay là cái nết con chim nó hay xỉa lông ngang á, thì anh em dùng nó sẽ hạn chế rất nhiều và nó mới có tác dụng. Chứ còn những con chim mà thi đấu mà hết không có tố chất là một. Thứ hai đó là không có bản lĩnh là hai. Cái thứ ba đó là không đạt lửa, đấu yếu thì xù xỉa ra thì nó thật là có 10 cái chai thuốc tắm thì cũng chịu thôi. Nên là nói thật với anh em thế, thuốc tắm nó chỉ có tác dụng khi con chim nó còn lực còn lửa và nó có cái tật xỉa lông ngang, đặc biệt là bộ lông yếu. Thứ ba nữa là bị rận mạc đó, thì mình dùng thuốc tắm nó rất là ok và nó làm cho con chim nó sảng khoái sau khi tắm lên. Đấy, thì những anh em nào đã dùng nước tắm rồi thì biết khi mình tắm xong thì chú chim mình tắm xong móc lên dàn, nó móc lên phơi nắng á, thì chú chim nó xỉa lông rất là sâu. Mục đích là khi nước tắm vào nó tắm người thì nó cảm thấy nó rất là thoải mái và nó xỉa nhiều để cho có rận mạt rồi có những cái bụi bẩn trong người nó sẽ cho bay ra. Này, đó là nó sẽ có tác dụng. Còn được những nha. Chú chim mà bản lĩnh không có, tố chất không có mà đấu là cứ thấy chim sợ rồi xù ra xỉa thì nước tắm nó không có tác dụng đối với những chú chim đó anh em nhá. Buổi 2 tháng lòng ché
có nên đi dạo cà phê không anh? Mình nói thật với bạn nhá, nếu mà một con bổi mà 2 tháng lồng mà ché đấy, thì với cá nhân mình thì mình khuyên thật bạn là không nên cho nó đi dàn. Thật, không nên cho nó đi dàn. Thứ nhất là bạn phải biết cách tạo cho con chú chim nó ức lửa. Đó. Nếu như nó một con chim tố chất hung dữ thì bạn phải biết rằng, đồng ý là có những con chim 2 tháng ché là có đấy. Bởi vì nó có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là nó tức một con chim một cái gì đó. Nó có thể là kết chim trong nhà, hoặc là nó còn ở rừng. Đó, nó nghe chim văng vẳng đâu nó ché, vấn đề là có. Đấy, thì những chú chim đó thì thực sự là những chú chim rất tố chất, hung dữ. Thì bạn phải biết cách làm cho chú chim nó thực sự ức lửa. Và thực sự là biết cách giữ được cái sự ức của chú chim đó. Thì chú chim nó ra già nó sẽ chơi nó ok hơn. Thì với cá nhân mình thì bạn không nên đem ra già nhiều. Những chú chim đó không nên đem ra già nhiều. Và bạn chỉ nhắc thôi, đưa ra nhắc chim non cho nó thôi. Thì nó sẽ ức con chim lên. Mục đích để là con chim nó ức lửa và nó ham đấu. Nó ham đấu thì chú chim nó sẽ nhanh thành công hơn bạn nhé. Tốt nhất là chỉ khi nào chú chim nó thay được mùa lông, đó là điều tuyệt vời nhất. Tuyệt vời nhất là khi chú chim nó thay được mùa lông, tức là thay lông rừng á, là bắt đầu mình dợt dàn, dợt ít thôi, không nên dợt nhiều. Thì những chú chim nó lên rất là nhanh. Ok chưa bạn? Chọn chú chim có giọng rát là chim hay nữa không anh? Không phải Trần Thắng nhá, không phải đâu. Để mà căn cứ vào cái giọng để mà nó chim hay thì không phải, bởi vì cái giọng á là nó liên quan tới cái độ già rừng. Những con chim già rừng thì cái giọng nó sẽ nạt nộ, nó chắc, nó đanh hơn so với những con chim mà nó có tuổi rừng non. Đặc biệt là những con lỡ lên thì cái giọng nó cũng là to đấy, nhưng mà nó không có đanh rát bằng những con chim già rừng. Đó là như vậy thôi. Tất nhiên những con chim tơ thì nó vẫn có con ở giọng nó ok chứ. Nhưng mà để mà những chú chim mà đánh rát thường xuyên hay là xác suất cao hơn thì những con chim già rừng nó sẽ ok hơn. Đấy là đó là cái giọng hót. Chứ còn nó không, cái giọng này nó không có quyết định được những con chim tố chất hay. Mà mình đã chia sẻ với nhau là những con tố chất hay á thì nó phải đầy đủ được 4 yếu tố. Thứ nhất là độ đôi chân, thứ hai cặp cánh, thứ ba là cái đầu và cuối cùng là cái mào. Đó, đó là 4 yếu tố để anh em gọt giũa lên để căn cứ để lựa chọn một con chim tố chất. Mình chưa nói là chim hay, nhưng mà đó là tố chất đã. Chứ còn những con chim mà đầy đủ yếu tố đó thì cái cơ hội mà anh em gọt chũa để đi thi á thì xác suất nó sẽ cao hơn, nó sẽ cao hơn. Chim thi tiêu chuẩn nuôi mấy mùa thì ổn định với anh? Bộ chim thi á thì mình tính nó bắt đầu từ khi bổi, thì thường những con chim ổn định nhất là phải bắt đầu từ mùa 3. Cuối mùa 2 bắt đầu sang mùa 3 thì chú chim đó bắt đầu là chững chạc và thi đấu tốt. Chứ còn những con chim bổi nó có hay bao nhiêu chân nữa thì nó vẫn, thứ nhất là nó còn trao lòng, thứ hai nữa là cái kinh nghiệm đấu già nó chưa có nhiều, và cái cuối cùng nó là cái kinh nghiệm để mà gặp các đối thủ nó cũng chưa có nhiều. Đấy, bởi vì không con chim nào đấu giống con chim nào cả, cho nên nó bắt đầu phải sang mùa 3, nó va chạm nhiều, từ những cái dải nhỏ lên dải lớn. Bắt đầu chú chim đó nó mới chứng chạc, nó mới có cái tầm vóc ở trên cái đấu trường lớn được bạn nhá. Ok chưa? Làm cách nào cho chim chịu tắm về anh? Ui giời, chim tắm mày đơn giản mà, không có con chim nào không tắm cả. Nói thật, cuộc đời mình nuôi chim chưa có con chim nào mà không tắm, con chim nào cũng không tắm hết. Cái quan trọng rằng anh em phải biết cách và hiểu được cái ý của nó. Có rất nhiều con chim mà anh em đổ nhiều nước quá cho cái máng tắm ấy, anh em đổ nhiều nước quá nó sợ, nó cũng không dám xuống. Thứ hai, có những con chim là nó rất là nhát tắm, có những con chim nó rất là nhát tắm thì anh em phải biết tạo cho nó có cảm giác gọi là nó hứng thú. Anh em nên mua những, thứ nhất là anh em muốn con chim nó tắm đều á, anh em đừng có nên đổ nó máng nước nó đầy quá, tốt nhất là đổ khoảng chừng nửa máng, hơn nửa máng một chút xíu thôi. Thứ hai là anh em mua cái bình xịt lan á. Đấy, anh em trước khi cho nó tắm thì anh em bỏ vào, anh em xịt sơ cho nó nhẹ một chút xíu, con chim nó sẽ ức nước. Thứ hai nữa, những con chim mà nó nhắc tắm thì anh em phải để bên. Những con chim mà ức tắm thì hai con nó tắm nó rũ thì nó sẽ tạo ra cảm giác nó hứng thú và nó rũ nhiều thì chim nó sẽ tắm ngay bạn nhé.
Cảm ơn Trần Thắng rất nhiều nhé. Với cái giải đấu trường đó thì thực sự là những con chim nó đỉnh cao của Việt Nam, ba miền rồi. Những con chim mà không qua dạy gì mà cầm cái vé 20 triệu mà cầm những con chim nó tầm thường đi thi được. Người ta có giàu có, người ta có đẳng cấp tới mức độ nào thì những cái giải đó người ta cầm phải cầm những con chim mà nó không phải là những con chim nữa. Nói thật với anh em đấy. Cho nên là những cái giải đó thì mình không có dám tự tin được. Bởi vì những cái giải đó thì mình chỉ là hy vọng. Và nói thật với anh em, những con chim vào giải là nói chim dở thì không bao giờ có. Những cái giải vé 20 triệu thì không thể nói là những con chim dở được. Mà mình phải tính tới yếu tố may mắn nhiều hơn. Thứ nhất là yếu tố may mắn. Thứ hai nữa là về cái sự đạt lực, đạt lửa của chú chim đó. Chứ còn nói mà những cái giải vé 20 triệu mà chim dở, chim yếu là nói thật với anh em là hầu như là không có đâu. Không ai dạy mà cầm những con chim dở đi với vé 20 triệu. Đó là mình nói thật. Cho nên những cái giải đó thì mình có tham gia, nhưng mà thực sự là mình chỉ có dám hy vọng thôi. Chứ còn trong cuộc chơi thì núi này cao thì sẽ có núi kia cao hơn, con chim này hay thì sẽ có con chim hay hơn. Cái điều đó là tất nhiên và cái tất yếu của cuộc chơi. Không ai thì chối cãi được điều đó cả. Cho nên là phải xét về yếu tố may mắn. Đấy, chứ còn cái giải ví dụ 300.000 hay là một vài triệu thì có thể là mình khẳng định con chim mình hay thì mình đi những cái giải đó thì có thể là có giải có tốt bình thường, nhưng mà những cái giải đó thì nó rất là khó nói trước, không thể nói trước điều gì cả. Bởi vì bất cứ một cái cuộc chơi nào, bất cứ một cái lĩnh vực nào mà trong 125 chú chim đỉnh cao đó thì là phải những con chim mà nó không phải là con chim nữa, nó cũng không phải là những con chim tầm thường, toàn những con chim gọi là cọp hàng số má đỉnh cao không. Những cái giải đó là cọp, gọi là so tài với cọp đó. Như chim họ đi mồi có chơi dàn được không anh? Được bạn. Thực sự là để mà những con chim mồi mà chơi dàn á thì thực sự nó rất là khó. Nó rất là khó. Bởi vì đại đa số là những nhà đi mồi á là thường người ta huấn luyện những con chim tơ lên. Đó, soi lòng, hung dữ, kiểu đấu solo ấy. Nhưng mà cũng hồi trước thì cũng đại đa số là những anh em mà thuần những con chim bụi già. Đấy, người ta đi mồi, ví dụ những con chim bụi già mà nó hung dữ, mà nó nhát quá, nó sinh ra ngoái ngửa thì người ta cũng tập đi mồi. Đấy, nhưng mà cũng có những con chim mồi đấy thì nó đi già nó không ngoái. Đấy, nhưng mà phải nên nhớ là những con chim mồi thì nó rất ít con đấu dàn được. Nhưng mà nếu như nó đấu dàn được thì ok. Có rất nhiều chú chim mà mồi đấu già được, đấu hay lắm đấy. Cho được bạn nhá. Nên là bạn phải linh động ở chỗ đấy. Chỉ cách vào lửa cho chim bổi đi anh. Một con chim bổi để mà nói vào lửa thì nó có rất nhiều cái kiểu để mà con chim bổi nó vào lửa đó. Có những con bổi mà nó kiểu như tố chất và nó không chui đầu, đặc biệt là những con chim mà nó ham đấu á, đó thì vào lửa nó thì nó dễ hơn so với những con chim khác. Nhưng mà để một con chim bổi mà nói chung là trên dưới 1 năm lồng để mà vào lửa nó thì nó rất là khó, và nó cần con người chơi nó phải có một cái nghệ thuật, có một cái tầm hiểu biết của con chim thì nó sẽ ok hơn. Trừ trường hợp những con người may mắn là những con chim mà nó ham đấu thì nó sẽ nhanh vào lửa hơn. Anh em đừng có nghĩ là anh em cứ cho ăn đồ tốt hay là thế này kia là con chim vào lửa, không phải đâu. Tại vì thứ nhất nó vào lửa đó là gì? Lửa là những cái chất dinh dưỡng và mình chăm sóc và nó tồn đọng lại, và con chim nó được nghỉ ngơi, cơ thể thoải mái thì con chim nó hoạt bát và nó sẽ vào lửa. Cái đó gọi là lửa. Chứ còn anh em đừng có nghĩ là con chim nó cứ cho ăn đồ tốt vào là có lửa, không phải đâu. Lửa là một cái năng lượng từ thức ăn chuyển hóa thành năng lượng và nó tích tụ trong con người con chim thì gọi là đó là lửa. Nhưng mà để một con bổi vào lửa thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố của người chăm đấy và cái cơ địa của con chim đấy. Chứ còn không phải cứ một con bổi nào anh em chăm là trong vòng 1 tháng nó vào lửa là vào lửa, không phải đâu anh em ạ. Anh em đừng sai lầm vấn đề đó nhé. Và con chim anh em phải biết là con chim mà có tố chất ham chơi, ham đấu đấy và có bản lĩnh thủ lĩnh thì con chim tự khắc nó vào lửa đấy. Những con chim đấy thì nó sẽ có tỷ lệ thuận đối với cái môi trường sống, tức là những con chim nó trong quá trình ăn nó sẽ ăn nhiều hơn những con chim khác này, hay là anh em cảm thấy là nó ít hoạt động ở nhà hơn những con chim khác. Thứ ba nữa là những con chim đó nó ra giàn thì nó sẽ ham chơi hơn những con chim khác. Đây là những cái đặc tính của những con chim mà nó vào lửa để con chim bổi mà anh em hoàn thiện anh em nhá. Chứ còn không có cách nào để mà vào lửa con chim được. Con chim mà đã không có gan để ăn vàng không đấu, anh em đừng nên hiểu giữa cái lửa và cái tố chất, không nên hiểu sai về vấn đề đó anh em nhé. Những cái tố chất của con chim nó khác và một cái lửa của con chim nó khác đấy, hai cái khác hoàn toàn.
Những con chim mà nó có tố chất, có bản lĩnh, sự gan lì trên giàn thì tức khắc con chim nó sẽ tự đấu. Và tự đấu thì cái đó là con chim nó sẽ tự nạp lửa cho cái cơ địa của nó tự nạp lửa cho cái gọi là cho cái tố chất của nó thì nó sẽ vào lửa. Chứ còn anh em đừng có nghĩ là những con chim mà nó đã không có tố chất, bản lĩnh không có mà ra giàn thì gặp họ là sợ thì lửa đâu ra, không có lửa, không phải nó không có lửa. Tất nhiên nó vẫn có lửa, thế nhưng mà nó không đủ bản lĩnh, nó không đủ tố chất để nó đấu. Cho nên anh em đừng có hiểu sai giữa cái tố chất và cái lửa nhá. Cho em hỏi cách vào lửa cho chim vừa xong lông. Những con chim mà mới xong lông ấy, là đầu tiên bạn nên thả lực cho nó bay nhảy để cho rớt lông phụ, những cái lông sót. Thứ hai nữa là nó hoàn thiện bộ lông nhanh hơn, và cái cuối cùng nó là nó nhanh rớt sạch sẽ những cái bụi phấn đó. Và tiếp theo đó là cái quá trình phơi nắng. Đấy. Phơi nắng thì anh em mới xong lông thì anh em phơi từ ít cho tới nhiều, tức là anh em phơi từ 10 phút đổ lên, và anh em tăng dần lên, và anh em phải có sự tư duy cho chú chim đó. Nếu như chú chim đó chịu nắng tốt đốt thì anh em can tăng thời gian nhanh, còn nếu mà anh em cái chú chim mà chịu nắng kém thì anh em tăng thời gian chậm lại, nhưng mà anh em tốt nhất là phải tăng từ 10 phút đổ lên anh em nhé. Đấy, và cái thứ ba nữa là về cái chế độ thì anh em sẽ cho ăn các cái thứ ăn mà nó thiên về lửa, ví dụ như cà rốt hấp, táo, lê, chuối mốc. Đấy là những cái thành phần gọi là nó liên quan tới kích lửa thì anh em cho chăm sóc, ok chưa? Và cái thời gian thả lực thì khoảng từng 3 tới 4 tuần, đó là thả lực để mà chú chim nó bay nhảy cho nó vận động và nó đốt những cái chất dư thừa, lửa ảo, và sau đó anh em sang lồng nuôi bình thường và anh em chăm sóc. Thế nhưng mà để cho con chim mà tập lực được ấy, thời gian bao nhiêu thì nó tùy thuộc vào cái cơ địa và cái tố chất của con chim. Đấy, những con chim mà hung dữ, tố chất tốt thì thông thường nó sẽ vào lửa nhanh hơn, tức là bản chất con chim nó hung dữ. Đấy, nó đã hung dữ rồi thì nó sẽ, những con chim nó rất là năng đấu và nó tự tìm kiếm đối thủ để nó chơi. Đấy, cho nên là những con chim nó vào lửa rất là nhanh. Còn có những con chim nó cũng là những con chim rất hay, đấy, nhưng mà cơ địa của nó lại vào lửa chậm, đặc biệt là cái chế độ anh em chăm. Đấy, thì nó phụ thuộc vào hai yếu tố đó kết hợp lại. Thì thông thường một con chim nó vào lửa tốt nó phải bắt nguồn từ 3 tới 4 tuần bắt đầu con chim nó mới gom lửa được ạ. Chứ còn nếu mà những con chim từ khi xong lông mà tới khi vào lửa thì nó sẽ bắt nguồn từ 1 tháng cho tới gần 2 tháng anh nhá. Ok cho bác Phương Khánh, cho nên là mình thả lực tầm từ 3 tới 4 tuần, nhưng mà tốt nhất là nên thả tầm 4 tuần là ổn định nhất. Thứ nhất là con chim khi con chim nó mới xong lông anh em thả lực, con chim nó vận động bay nhảy, nó sẽ gom cơ, nó sẽ bóp được lông. Thứ hai nữa là còn những cái lông sót nào á thì con chim nó sẽ rụng được và nó sẽ sạch cái lông nhanh hơn, đặc biệt là con chim nó sẽ linh hoạt. Đấy, nó sẽ linh hoạt. Cho nên anh em đừng có nghe một số người thả lực chim dài, một số anh em á là hay xem các cái người này livestream, người kia nói chim, hay nói về cái vấn đề lực, tức là thả lực ta bảo là 1m2 rồi 1m5 rồi 2m. Đấy, nó không có một cái tác dụng gì đối với con chim cả. Anh em đừng có nghĩ là con chim anh em yếu rồi anh em thả lực rồi nó lên lực, không có đâu. Tôi nói thật với anh em, không có đâu. Anh em cứ nuôi con chim và anh em cảm nhận cái lời của tôi nói xem là đúng hay là sai. Anh em đừng có nghĩ là con chim mình yếu lực là mình thả lực nó lên lực đâu anh em, không phải đâu. Cái cơ địa của con chim, cái bộ khung của con chim tốt, cơ địa của con chim bản chất nó lực ấy, thì con chim nó luôn luôn lực. Đấy, còn cái cơ địa con chim nó yếu mà khung địa khung cơ không yếu ấy, thì muôn đời nó chỉ như thế thôi. Đấy, chứ còn thả lực thì nó chỉ có cái tác dụng, tức là nó gom cơ, ôm lông để con chim nó săn chắc. Tiếp theo đấy là nó cũng hỗ trợ một phần nhỏ về lực thôi. Đấy, nó hỗ trợ một phần nhỏ thôi, chứ nó không thể thay đổi một con chim từ mà yếu lực lên lực mạnh được, không thể thay đổi được. Đấy, cho nên anh em phải hiểu về cái lồng lực nó có tác dụng gì, tức là nó chỉ làm cho con chim thoải mái gom cơ, ôm lông và săn chắc là thôi, chứ còn nó không thể mà tác động 100% về cái lực con chim được anh em nhé. Cho nên là cái lồng lực dài nó không có tác dụng gì cả, nó không có tác dụng gì cả mà nó làm cho con chim hư thêm. Anh em chỉ cần tầm thả cái lồng lực tầm từ 80 phân cho tới 1m là hoàn thiện rồi, là ok rồi. Đấy, chứ còn anh em đừng có bảo là anh em thả lực vào rồi nó lên lực là không có đâu anh em nhé. Đừng có nên sai lầm, đừng có nghe ông này ông kia rồi nè toàn có thánh chim cả, nó thật với anh em ấy, đừng có nghe vớ vẩn. Thôi tổng chào tất cả anh em nhé, hôm nay lễ lên chấm gió với anh em, chứ cho vui vẻ.
hẹn anh em một ngày này, mai mốt đến rảnh ta lại nên nói chuyện chim cò nhiều hơn anh em nhé. Chúc anh em có một buổi tối, một kỳ lễ vui vẻ bên gia đình nhé.